Xin chào mọi người. Ngày hôm nay Diễm xin được bật mí một bí quyết nho nhỏ dành tặng cho những chị em phụ nữ. Phụ nữ chúng ta thường hay gặp rắc rối vào những ngày đèn đỏ phải không ạ? Cảm giác đau đầu, khó chịu, đau bụng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày rất nhiều. Diễm là một diễn viên thì lại càng phải cần có sự tập trung cao độ mỗi khi vào vai diễn thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vì vậy, để tìm ra một giải pháp để giúp cho mình thoải mái hơn trong những ngày đèn đỏ là một điều vô cùng cần thiết. Và sau một thời gian tìm hiểu, Diễm đã tìm ra cho mình được một sản phẩm có thể nói là vị cứu tinh cho Diễm trong những ngày đó. Chính là cốc nguyệt san. Đôi khi chỉ là một thay đổi nhỏ nhưng mà lại có tác động lớn trong cuộc sống. Với một chiếc cốc bé xíu này, vì sao lại mang lại những điều tuyệt vời như vậy? Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Trên thế giới thì sản phẩm cốc nguyệt san đã được sử dụng khá là phổ biến, nhưng tại thị trường Việt Nam thì có vẻ như chị em phụ nữ còn đang rất là e dè trong việc sử dụng do hình dáng đặc thù của nó. Trên tay Diễm là sản phẩm cốc nguyệt san của BU Cup. Các bạn có thể thấy là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thiết kế hộp giấy vuông vắn và với màu sắc và họa tiết rất là trang nhã và nhẹ nhàng. Một thông tin nữa để các bạn yên tâm, đây là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam và đạt tiêu chuẩn FDA của Hoa Kỳ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem bên trong chiếc hộp này có gì nhé. Đây, chính là những gì có bên trong chiếc hộp, gồm có một chai dung dịch vệ sinh và chiếc cốc nguyệt san. Bây giờ Diễm sẽ lấy ra cho mọi người xem hình dáng chiếc cốc thế nào nhé. Đây là cốc nguyệt san BU Cup, có hình dáng thuôn dài và được thiết kế đặc biệt phù hợp với cơ thể của phụ nữ Việt Nam. Và khi mà cầm vào có cảm giác rất là mềm mại và dễ chịu bởi vì được thiết kế bằng chất liệu đặc biệt là silicone y tế Wacker có xuất xứ từ Cộng hòa Liên bang Đức. Tác dụng của cốc nguyệt san thì cũng giống như băng vệ sinh và tampon, tuy nhiên hiệu quả lại ưu việt hơn rất nhiều do thiết kế dạng phễu của cốc và thể tích đựng của cốc lên tới 35ml. Diễm còn sử dụng cốc nguyệt san khi đi bơi, đi tập gym, yoga và Diễm gần như quên đi sự tồn tại của nó trong cơ thể mình. Nhờ có cốc nguyệt san mà Diễm hoàn toàn tự tin khi đi quay phim. Nói nhỏ với các bạn là một ngày quay của diễn viên có thể kéo dài tới 14 tiếng là chuyện bình thường. Nên đến những ngày đèn đỏ mà việc cứ phải thay băng vệ sinh 2 đến 3 tiếng mỗi lần rất là bất tiện. Với cốc nguyệt san, Diễm chỉ dùng một lần là không phải lo lắng trong 6 đến 8 tiếng sau đó. Diễm rất là hạnh phúc từ khi sử dụng BU Cup và mình cảm thấy tiếc cho những thời giờ bị phí phạm do sự bất tiện khi sử dụng băng vệ sinh. Bây giờ Diễm xin được chia sẻ sâu hơn về một lợi ích vô cùng to lớn khi sử dụng cốc nguyệt san. Các bạn có biết Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia có tỷ lệ ô nhiễm môi trường cao nhất trên thế giới. Bởi vậy, việc giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm chính là mục tiêu của rất nhiều các tổ chức doanh nghiệp. Cốc nguyệt san là sản phẩm được làm từ chất liệu silicone y tế, thời gian sử dụng lên tới 5 năm, bởi vậy mà sẽ giảm thiểu được chất thải ra ngoài môi trường, hướng tới một môi trường trong hơn và sạch hơn nhờ sử dụng những sản phẩm an toàn và tiết kiệm, chính là lợi ích lâu dài mà BU Cup muốn mang đến cho cộng đồng. Ngoài lợi ích lâu dài mà Diễm vừa chia sẻ, thì khi sử dụng cốc nguyệt san, Diễm còn thấy có rất nhiều lợi ích khác. Thứ nhất là tiết kiệm. Thời gian sử dụng cốc nguyệt san có thể lên tới 5 năm kể từ khi mở hộp. Chỉ cần liên tưởng một chút thôi, các bạn sẽ thấy là bỏ tiền ra mua một chiếc cốc nguyệt san này sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều khi chúng ta bỏ tiền ra mua băng vệ sinh hay tampon. Thứ hai là về mặt thẩm mỹ, khi sử dụng cốc nguyệt san thì Diễm hoàn toàn tự tin diện những bộ đồ bó sát mà không hề để lại dấu vết nào. Vừa đẹp vừa không phải lo nghĩ, tuyệt quá đúng không ạ? Thứ ba là an toàn, cái này không phải Diễm nói chủ quan mà đã được các bác sĩ và tổ chức y khoa trên thế giới chứng thực. Cốc nguyệt san loại bỏ nguy cơ xảy ra hội chứng nhiễm độc cấp tính. Đây là hội chứng thường gặp khi chúng ta sử dụng tampon hay là băng vệ sinh kém chất lượng, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Chất liệu silicone y tế hạn chế vi khuẩn lây lan, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm. Chưa hết, sản phẩm này đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và quảng cáo. Các bạn thấy không, chỉ với cốc nguyệt san nhỏ bé này nhưng Diễm lại thu được những lợi ích vô cùng to lớn, có nhiều thời gian và nhiều năng lượng để dành cho bản thân và cho gia đình mình hơn. Phụ nữ hiện đại là phụ nữ độc lập, vậy nên đừng để cuộc sống của mình bị phụ thuộc quá nhiều vào những sản phẩm bất tiện như trước kia nữa nhé. Và đừng quên sử dụng cốc nguyệt san thay cho những sản phẩm khác là bạn đang góp phần giảm chất thải ra môi trường. Nhân dịp ra mắt, sản phẩm đang được giảm ngay 200.000, nên còn chần chờ gì nữa, hãy bấm vào nút mua ngay bên dưới để cùng Diễm bảo vệ môi trường xanh. Hướng dẫn mua hàng từ video.
Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.